Summer và Zoom. Bạn Ia cho Son. Ok. Zoom và Sam. Chia sẻ cầm quân khá đẹp là Yamato. Bạn Vương Trần Sơn, bạn đang băng mệt lắm, díu mắt rồi nhưng mà không ngủ được. Phải cố dương mắt. Vâng, chống quay tăng mà bạn ơi, ngày xưa mình chống suốt để xem kèo. Hôm nào cũng phải chống cái que tăm vào mắt để xem kèo. Buồn ngủ lắm. Thực ra nhiều lúc là rất muốn để xem chế để được ngủ, nhưng mà xem rồi thì lại không muốn ngủ tí nào cả. Chứ khi nào mà mình kiểu mệt quá mình thiếp đi thôi. Chỉ xem nó khi nào mà thiếp hẳn đi như kiểu là bất tỉnh, lúc đấy mới ngủ được. À đâu, vừa nãy là có bạn nào nhỉ? Bạn Mai à, đâu rồi nhỉ? Không thấy comment nữa. Tìm mãi mới thấy một người tên Mai. Anh của 7 CD Moon mình có đánh đâu mà bảo mình 7 CD Moon. Thế bây giờ mình đánh nốt 2 C tiếp cho anh em xem nhé. Mình có được đánh đâu. Vâng, bây giờ thì phải phụ thuộc vào đôi bạn thôi. Bên mình thì hết lòng rồi. Khán giả đang khao khát như này thì không lý do gì chúng ta không đánh 7C cả. Nhưng còn đội bạn nữa. Cảm ơn Hoàng Việt Dũng, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ hai game thủ của chúng ta. Thế không ủng hộ em à? Ở đây có 3 người, 2 game thủ, 1 bình luận ủng hộ mỗi 2 game thủ. À, 2 em thì không biết là em nào. Nói thế là 3 anh em tí về là ngồi cãi nhau. Bảo không biết anh ấy đang ủng hộ ai. Đây là máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Mấy C thì bình thường là 5C. Chắc là 5C thôi, đồ bạn không đánh thêm đâu. À, bạn Phạm Hữu Minh đang chào từ Facebook. Facebook bên Đức. Phi công Moon ạ. À, 1992. Bạn chắc sinh năm 94 là cùng chứ mấy. Trông trẻ sinh đi kia cơ mà. Anh chào Tuấn Trần nha, tiếc quá. Avatar là con gái nhưng mà giới tính lại là nam. Ờ, hay không để mình chỉnh lại. Hoàng Minh Nhi gặp nhà mồ hai Mạnh Hào rồi. Bạn Nam Nguyễn Nhà ở đâu mà mất điện giờ này hả bạn? Sao 12 giờ đêm người ta còn cắt điện nhỉ? Đang mất wifi lại phải xem bằng 4G. Hết trận khả năng là cũng hết tiền 4G luôn. Con voi này câu xịt mấy lần rồi nên là phải câu khéo con này. Con này là thuộc mệnh khôn đấy. Thần tiểu ạ. Thần tiểu thì nhiều lắm bạn ạ. Toàn các tượng đài thôi. Toàn tượng đài sống. Các ad là cứ băm nhau bằng cốc với bằng chai là mình khiếp rồi. Văn phòng vét cũng nào có hai chum. Hai chum nữ nhì hồng. Em nhầm đấy Chí Phèo ạ. Em rất nhầm. À, vâng, bạn có thể cho nhỏ tiếng volume lại bạn một mình ơi. Bạn cho cái tiếng volume của bạn bé lại đi là được. Bởi vì căn bản mình là đàn ông nên giọng mình nó không bé được. Giọng đàn ông nào phải sấm sét. Như đao như búa. Mỹ Đức Hà Nội ạ. Vâng, thế thì ngay gần chỗ mình rồi. Mình ở ngay Ứng Hòa Hà Nội bạn ơi.
Kích đời 10 phút 42 giây dành cho game thủ Van Lớp và chuyển sang máy Hoàng Minh Nhi. Có lẽ bài đang hơi yếu, màu 2 trông cũng đang đứng đực người như thế này thì cũng không có nhiều đồ. Chào bạn Liang Quynh. Màu 2 đang đi ăn thêm đồ, nhưng mới là đồ lên đời hay là đồ để họ ép đời, hay là họ ăn để lấy lực, chưa biết. Hứng Hòa nằm ở trong Hà Nội bạn ạ. Tên thật của mình là Ngân bạn nhá, Ngân trong từ tiền, trong từ ngân sách, ngân khố, ngân lượng, ngân hàng, ngân hà, trong từ ngân chun sam là quan trọng nhất. Đồng Tân ạ, mình ở ở Lội Xá bạn ạ. Có, mình chưa từng lái máy bay nhưng đã từng thử cảm giác lái máy bay rồi. Ngồi trên máy bay giả lập. Lái máy bay không được. Lái máy bay ấy. Máy bay đồ chơi. Họ đang giữ dân cho màu 2, Mạnh Hào. Vẫn chưa lên đời đâu. Bài Văn Lạ Hoàng Mai Nhi cũng lên muộn nhưng mà khỏe hơn một chút so với màu 2. Màu 2 là Mạnh Hào cũng cho son, tức là quân chém mà lại lên muộn thì nó gần như là vô hạn. Chỉ là cho son thôi. Cảm ơn bạn Đình Phú. Không phải Ngân 98, Ngân 98 là con gái. Đây máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và bộ 2. Bây giờ chỉ ăn với sữa chỗ này. Chỉ ăn với thêm ngồi gõ nhà thôi thì bây giờ đánh cái gì? Mình qua bị chết rồi nhờ. Lớp vẫn khỏe này. Hoàng Mai Nhi thì đang bị IA của game thủ chim sẻ nắng đi. Anh cho hai lớp cho em. Xây mỗi thứ hai game vào. Chốt luôn em. Đấy, rồi cho thêm dân sửa. Mỗi chỗ ba con dân sửa, chỉ ăn mới sửa thôi. Thế thôi, đấy mỗi chỗ hai lớp. Tụ vào 3-4 tơn vào là đây cũng rờ ngay. Cẩn thận thủng nha, cẩn thận thủng. Rồi đấy. Cung đòa bắt đầu rỉa dần thôi. Tầm này bắt đầu rỉa. Chưa chặt gỗ anh, lên chặt gỗ, chặt gỗ anh Mách. Vâng, sẻ đang cố mài. Đang cố mài nhưng không mài được. Không biết vào kiểu gì. Dân đừng chơi rồi anh ơi, 12 giờ. Không biết làm gì. Anh đi một cung đòa bắn cho game thủ Văn Lớp chỗ này. À chạy rồi à. Cho son của các bạn đang cố để có thể giữ dân. Bài cho son giữ dân ạ. Cho son câu giờ. Anh nhớ là đủ 4 tiếng pass 1 rồi mà em. Đủ 4 tiếng pass 1 rồi. Máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây rồi. Vâng, đang chặt gỗ ở đây nữa. Bài này tôi không biết là game thủ của Hoa này ra được bao nhiêu ruộng. Chuyển A. Họ chuyển A. Chỉ có chuyển A thôi chứ không. À đâu, ai chuyển A? Một á. Một chuyển A. Định đánh kiểu cân đôi đây mà. Nhưng mà lúc này thì game thủ Văn Lớp đang đánh bằng những cái đầu. Đây là tình huống đánh bằng cái đầu của Văn Lớp. Anh em thấy bộ não Văn Lớp kinh chưa này? Kinh chưa? Vâng, rất nhiều những rãnh ở trong não của Văn Lớp như kênh đào Panama vậy. Úi giời ơi, vẩy này. Này chạy này em ơi. Chạy này. Vâng, vẩy không khít nhưng đồ bạn cũng không thể chạy nổi. Đấy mới là cách vẩy e của Văn Lớp. Chim sẻ đang khá nhiều chém mài ở nhà của Hoàng Mai Nhi. Bài chim sẻ là 3L. Văn Lớp có tí vàng, cho bách tí vàng đi thực lên cái giáp 4 cho nó khỏe nhỉ.
Cho tí chăm thực nào vào lớp. Vâng, chim sẻ đã bay nhà rồi. Cái màu 2 cả khả năng cao là từ nãy giờ toàn bơm đồ. Không nếu quân. Tăng dân đi anh ơi, tăng dân sửa đi. Tăng 1-2 con nữa ra, sửa ra an toàn. Anh có quân sang bắt cùng với Bách này. Tớ nhàn hạ. Thôi thì bây giờ tớ tăng một cái A đấy anh Bách ơi. Anh tăng một cái A trong. Tôi không cần đâu. Không cần đâu anh ơi. Resize rồi còn đâu. 3-0 ở C đấu thứ 5. Có C6 nhở. Xin cái C6 nào. Có C6 không? Xin một C6. Bài mà cái thủ Mạnh Hào bị ăn chung thành ra là không lên được đời. Cầm cho Son, bài cho Son giữ dân. May Hoàng Nhi anh kiếm được cái góc 12 giờ. Chứ không chắc cũng đứt phần phật cái bài này. Buồn quá nhờ. 3-0 C5. 3-0 mới lại buồn. Đánh quá tốt cho game thủ ngày hôm nay rồi. Một vài trận quyết định của ta thì quân lại không như ý. Quân xấu. Thành ra chúng ta bị thua mất 2-3 trong kèo đấu này. Tiếc. Về trận thì là hòa luôn. Hòa trận như thua C. Đau thật. 3-1, 1-3 là hòa này. 2-3, 2-3. Mình dương trận chứ, mình dương trận. Dương một trận thì lại thua 1C. Không tính tổng nhờ. Tính tổng trận thì mình thắng. Thắng một trận thì thua 1C.